chưa các thanh niên? Hey, wow, dễ thương quá. Nó còn mặc áo len nhỏ xíu nữa. Nó sẽ là nàng thơ của các bạn. Sẵn sàng chưa? Vẽ thôi. Được rồi, để xem nào. Phải làm cho đúng mới được. Mày nhớ ở yên nhé được chứ? Mình không làm được. Ơ kìa, mày chạy đi đâu thế? Có một con chó mà mình biết vẽ. Chà, nhìn giống từ dog thì đúng hơn. Chắc chắn là mình sẽ vẽ được. Nhưng nhìn không thú vị lắm. Thật ra mình có thể xử lý nó đấy. Đầu tiên, biến chữ D thành cái tai. Thấy mặt con chó chứ nào? Nhìn cái mũi kìa. Giờ thì nó thành hình rồi. Và giờ là phần thân. Màu sắc thật sự làm nó trông như thật luôn. Cuốn còn màu nâu đặc biệt dễ thương. Xong rồi á? Oh yeah. Cho tôi xem sản phẩm của các bạn nào. Dễ thương quá. Tốt lắm. Nhưng tôi vẽ siêu cuốn nè. Dễ thương lắm. Cơ mà trông nó kỳ kỳ sao á? Gina là người chiến thắng. Yes. Tốt lắm. Chà chà, mắt mũi các cô cậu đâu rồi? Đúng vậy, che lại. Thử thách tiếp theo sẽ vui lắm đây. Được rồi, này. Đây là thử thách, thấy không? Yay! Đây là thử thách tuyệt nhất. Tụi mình rất thích Puppet. Mình biết là nó đúng kích cỡ mà. Màu đã sẵn sàng rồi. Một màu tím đến đây nào. Hàng màu tím đã xong. Cái gì thế? Xong xuôi. Cẩn thận. Ha. Biết rồi, phải nghiêm túc thôi. Brian, cái đó để làm gì vậy? Cậu sẽ thấy ngay thôi. Đúng vậy, tôi có dụng cụ. Và đây là cách mà nó hoạt động. Vẽ những dấu chấm nhỏ dọc theo cây gậy. Vẽ thêm hàng nữa. Và chuyển sang màu khác. Dùng tất cả các màu cầu vồng luôn nhé. Gần xong rồi. Và đây là lúc phép màu xuất hiện. Trước khi màu khô, hãy lăn cây gậy. Gina, xem này. Đó đúng là cách của nó đấy. Hay đấy. Mình của Brian, tôi gọi đó là kiệt tác. Hãy gọi tớ là chúa tể Puppet đi. Cảm ơn rất nhiều. Được rồi, có sẵn băng dính ở đây rồi. Dán một đầu vào dây này. Bắt đầu vẽ thôi. Khó hơn mình nghĩ đấy. Giờ mình cần màu này này. Cẩn thận, không được làm hỏng đường. Trông có chán không cơ chứ? Ủa, khoan đã, ông nội có băng dính kìa. Ông ơi, cho con mượn một chút nhá ông. Được rồi, cắt một dải băng ra, đặt bút lông theo màu tùy thích vào. Và giờ mình sẽ gấp băng dính lại để cố định bút. Yeah, nhìn đã biết xịn sò, kiểu gì cũng có tranh đẹp. Vẽ cầu vồng thật chuyên nghiệp nào. Yes, hiệu quả này, mình quá là thông minh. Wow, tuyệt lắm. Nếu chúng ta dùng nhiều bút lông hơn nữa thì sao? Ha, cả núi luôn nhá. Chúng ta có thể làm cầu vồng kiểu gì đây? Ông có chắc là sẽ an toàn không ạ? Trong nghệ thuật thì không có gì an toàn cả. Bắt đầu nào, để xem ta có gì nhé. Ai nói cầu vồng phải có hình vòm cơ chứ? Ông sẽ lượn sang đây, rồi trượt lên trên. Và giờ thì đi sang cạnh này của tờ giấy. Và rồi quay lại vị trí ban đầu này. Wow! Xong, hãy nhìn tác phẩm đã hoàn thiện nào. Trông giống như con chim nhỉ? Wow! Được rồi, bức tranh này đã hoàn thiện. Không định mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng đúng là kiệt tác đấy. Mình sẽ đặt trên giá vẽ này. Wow, đẹp ghê luôn. Bóng bóng, chơi tí coi như phần thưởng này.
tuyệt. Quá trời bong bóng luôn. Bong bóng xinh quá đi. Này, ông đây. Úi, ông làm rơi tranh mất rồi. Ồ, kiệt tác của con. Bức tranh đẹp nhất từ trước đến giờ đấy ạ. À, chờ chút, bong bóng à? Ông có ý này hay lắm. Ông có một cái chai nhựa, ông sẽ cắt phần đầu ra. Và giờ ông sẽ căng một mảnh lưới nhỏ ở phần đầu. Tiếp theo, ông đổ xà phòng vào khay thủy tinh này. Chắc là thế là đủ rồi đấy. Bây giờ, nhúng đầu lưới vào xà phòng. Xà phòng mắc lại trong lưới này. Nhỏ chút sơn lên đó nhé. Ông sẽ nhỏ màu xanh lam, đỏ nữa. Dĩ nhiên là cả màu vàng. Các màu chính đã xong. Đã đến lúc thổi bong bóng màu sắc rồi. Có điều ông phải thổi gần bản vẽ. Giờ chọc vỡ các bong bóng lớn đi nhé. Được rồi đấy, tác phẩm đã xong này. Wow, con thấy tranh ổn không? Wow, ông làm sao mà hay vậy ạ? Ông chỉ lấy cảm hứng từ bong bóng của con thôi. Tặng con đấy. Con cảm ơn ông nội nhiều. Con thích lắm. Bong bóng đúng là tuyệt vời. Yeah, lại là một ống giấy vệ sinh nữa. Vậy là có thêm một ống cho tháp rồi. Tuyệt, lâu đài sắp được hoàn thiện. Thật lộng lẫy mà. Ông ơi, ông ở trong đấy ạ? À? Con không tìm thấy mắt kính. Không có kính con không nhìn thấy gì. Cứ như mù dở ấy. Đừng có vung vẩy tay như thế cơ chứ. Không, lâu đài thân yêu của ông tan nát rồi. Thành tựu của tôi đã trở thành đống ống giấy các tông rồi. Này đây, kính của con đây. Cầm rồi đi đi cho ông nhờ. Sao ông buồn thế? Có chuyện gì ạ? Giấc mơ của ông đã chấm hết rồi. Nhìn ông buồn quá. Mà khoan, nếu con có thể sửa chữa thì sao? Có ống giấy vệ sinh đây rồi. Giờ gấp vào cho nó phẳng ra. Sau đó cắt ra theo vòng tròn. Hoàn hảo, đúng như mình dự tính luôn. Sang bước tiếp theo này. Súng bắn keo, nhỏ một giọt nhỏ xíu ở đầu thôi. Tốt, lấy một vòng khác nhé. Vòng nào cũng được. Dán đầu này vào đầu có keo này. Tốt, đúng như mình tưởng tượng luôn. Cứ tiếp tục như thế và dán thêm các vòng nhé. Được rồi đấy, mình đã làm cả một vòng tròn luôn. Giờ lại thêm nữa vào giữa các vòng cũ. Thế này nhé. Bây giờ hãy sơn màu hồng vào đây này. Ông ơi, con làm tặng ông này. Con biết ông yêu nghệ thuật lắm mà. Hả? Con làm cái đó từ ống giấy vệ sinh á? Vâng ạ. Ông nhìn này. Con treo ở ngay chỗ này trên tường để trang trí. Thế này thôi, ông thấy sao ạ? Đẹp hút hồn con ơi, ông thích lắm. 1, 2, 3 và... Tự mình quay được vỏ sò màu xanh nè. Ồ, tôi khoái mèo con lắm. Úm ba là gì vừa. Thôi nào. Đấy, cô ấy xịn thật đó. Không biết có gì bên trong nhỉ? Một đồng vàng hả? Đến cậu đó. Không cần kéo tay tớ như vậy đâu. Tớ sở được cái gì rồi này? Một bé mèo con thật luôn nè. Ồ, em ấy dễ thương muốn xỉu luôn nhỉ. Không biết biệt danh của em ấy là gì ta? Gọi bé là kẹo dẻo đi. Cũng được. Mà sao tớ có mỗi đồng vàng này nhỉ? Nghĩ ra rồi, tớ sẽ tự vẽ bé mèo của riêng mình. Tớ chỉ cần một hình bán nguyện hoàn hảo thôi. Thế là mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhìn hợp lý quá nhỉ đúng không? Chỉ cần vẽ vài hình khác nhau là được một bé mèo cực xinh rồi. Và đừng quên tô màu nữa nha. Thêm một chút điểm nhấn nè. Và xong rồi, xinh thật sự luôn. Cảm ơn vì cho tớ cái này nhé. Wow, ai là bé cưng của anh nào? Kẹo dẻo ơi, cậu chẳng vẽ gì cả hả? Tớ bị phân tâm ấy. Cho ban giám khảo xem hình vẽ mèo của hai bạn nào. Chà, xấu hổ quá. Đây chính là bức tranh đỉnh nhất của tớ đó. Mèo. Đỉnh của mèo luôn. Cảm ơn ạ. À, cậu chưa có cảm hứng hả Brian? Úm bắt là xì bùa.
mẹo dẻo à. Các cậu đã sẵn sàng cho vòng này chưa? Màu hồng là một chú đại bàng. Chưa xong đâu nha. Gì cơ? Thế này là sao trời? Mật mã gì vậy trời? Để tôi nghiên cứu chút xem nào. Hơi bị xoắn não rồi đó. Không biết mình nên ăn gì vào bữa trước nhỉ? Cậu ơi biết phải làm gì rồi kìa. Tay mình đau quá. Nghĩ ra rồi. Mấy dấu X này giúp mình vẽ ra chú chim ưng đó. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa thôi. Mình phải tăng tốc mới được. Trông ổn đó. Và thế là xong rồi bà con. Xong chưa? Vừa kịp giờ luôn. Xem này. Ấn tượng đó nha. Ngại quá đi. Tờ vẽ phong cách tự do à? Có cả kim tuyến nữa này. Cậu có thích không? Trông như một chú chim tiên cái. Ok. Chuẩn bị sẵn bút chì đi nào. Để coi. Màu tím nha. Nghĩa là mễ khỉ đó. Wow, hai cậu sẵn sàng chưa? Này, cậu ấy muốn tụi mình vẽ khỉ kìa. Diễn đỉnh đó. Đừng giả khỉ. Vẽ khỉ đi bạn tôi. Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Này, muốn giúp tớ chút không? Thì ok. Để xem nào. Các cậu không cần phải màu mè khi vẽ khỉ đâu. Bé khỉ này dễ thương nhỉ. Tôi có thể tưởng tượng ra cậu ấy kêu luôn ý. Wow, cậu đỉnh vậy. Tờ vẽ của tớ đây. Cho tớ một phút nữa đi. Thời gian là vàng bạc mà Madison. Tớ tự vẽ cái này đó. Ấn tượng nhỉ. Con của tớ là trông giống nhau vậy. Cứ như được vẽ bởi cùng một họa sĩ ấy. Lạ lùng ghê. Của tớ đó. Thật không? Rồi của cậu nè. Của tớ đó, thấy không? Tớ tự hào lắm đó. Đây là thử thách vẽ đầu tiên cho các em. Chữ cái B. Cái này thì dễ hơn. Chờ xem tớ có thể làm gì nhé. Chữ B này sẽ khiến họ trầm trồ. Này, Madison đang làm gì thế kia? Cậu ấy đang vẽ một đống đường thẳng. Trông chẳng giống chữ cái B gì cả. Mình sẽ thắng thử thách này. Xong, hoàn hảo luôn. Nhìn này, Madison tớ vẽ chữ B hoàn hảo. Trông cũng được đó. Trong này bụi quá đi. Achá! Tranh của mình hắt hơi làm bay mất rồi. Nó đi đâu cơ chứ? Mà sao nó chưa quay lại? Au! Đây rồi. Kinh quá. Tác phẩm của mình bị hỏng hoàn toàn rồi. Ê nỉ, tác phẩm kiểu gì thế này? Kinh thế. Hãy nhìn sang bản vẽ của Madison kia kìa. Đẹp lắm. Chữ cái B của em nhận điểm A. Madison chỉ tư cách vẽ như thế được không? Tất nhiên rồi. Bắt đầu với một đường dài bên trái và rồi 8 đường nhỏ hơn như thế này. Biến chúng thành các hình vuông, các hình cuối nên tạo thành góc. Giờ chúng ta cần thêm 3 đường tạo góc ở đây. Giờ nối các đường lại thế này. Thêm các đường ở đỉnh và đáy rồi đường ở trong. Cuối cùng chỉ cần tạo bóng với bút chì. Và tăm bông sẽ giúp bạn tán đều, xoa đều những chỗ đã tạo bóng. Bắt đầu trông đẹp rồi đấy. Và xong, dễ phải không? Cậu nghĩ cái tiếp theo sẽ là gì? Nhìn đây nào, thử thách pa bắt đầu. Cái này có vẻ khó. Mẹ sao cũng khó với đấy. Chờ đã, còn một khía cạnh khác của thử thách này. Cái mũ. Chờ đã, bọn mình sẽ làm gì với cái mũ đây? Lật nó lên đi nào.
Bàn tay ma thuật hội họa. Giờ tìm bên trong ngũ. Em check Danny. Oh wow, bút lông nhiều màu. Tuyệt, tớ thích lắm. Tớ cũng muốn màu. Lại đây bút lông nhiều màu. Chỗ đã không phải bút lông. Ha ha ha, cậu có cặp kính kỳ gì thế? Lẽ ra cậu phải được tìm trước. Các cô, trả mũ cho ta. Của chị đây Roberta. Madison, thử đeo kính đi. Chắc thế. Cái quái gì, làm sao mà tớ vẽ được? Không đời nào, không tháo ra được. Không không không, kính là một phần của thử thách mà. Được rồi, chắc giờ mình sẽ cố vẽ ngôi sao. Khó quá thì mất, chắc nó sẽ xấu kinh. May mình không phải lấy kính. Đến lúc vẽ sao rồi. Trước tiên mình cần vẽ các đường giao nhau. Và rồi mình sẽ bắt đầu nối chúng với nhau, vòng khắp thế này. Giờ tương tự với các đường còn lại. Xong, giờ tới đoạn tô màu nào. Nhìn là biết tuyệt đẹp rồi. Tô màu thật là vui. May mà mình tô thẳng thớm. Kiểu gì cũng đẹp lung linh cho xem. Gần xong rồi, còn một ô thôi. Xong rồi, hoàn hảo. Hết giờ mất rồi. Ủa, mình tháo kính ra được rồi này. Ôi không, xem mình vẽ gì đây, kinh khủng. Ew, Madison, cất nó đi. Đây là ngôi sao hoàn hảo nhất ta từng thấy. Xuất sắc Annie, ngôi sao rất đẹp. Bất công. Giờ đến thử thách vẽ cuối cùng. Ta-da, một con thỏ. Thỏ con thật dễ thương. Đây là thử thách hay nhất, hãy bắt đầu thôi. Thỏ con, thỏ con, thỏ con, mình sẽ vẽ thỏ đẹp nhất. Mình cần một vòng tròn trên này và số 2 dưới này. Một đường bên phải và đến đôi tai dài. Đôi mắt cần có lòng mắt và lông mi này. Mũi thỏ và miệng thỏ. Dễ thương quá, giờ đến phần thân. Không thể quên phần đuôi và bàn chân. Thỏ con cần cái gì đó để gặm. Một củ cà rốt bự cho em nè thỏ con. Giờ nhìn em thật vui vẻ đó thỏ con. Làm sao để vẽ thỏ nhỉ? À, biết rồi. Gì cơ, xui xẻo quá, chỉ gãy rồi. May mình còn cái bút khác. Cái này cũng gãy luôn, thôi nào. Bực hết cả mình. Thôi nào, bình tĩnh Annie, thế dùng bút chì to luôn. Thế này chì có mà gãy bằng rời. Vẽ thỏ xinh nhất nào. Miễn bút chì to là giải pháp mà. Và hết giờ. Khoe tranh của các em đi. Chán thật, mình còn chẳng kịp vẽ xong. Được rồi Annie và Madison, các em đã vẽ gì? Madison, rất đẹp. Annie, cái gì vậy? Đây đâu phải thỏ. Đầu tớ. Cái giá phải trả vì dám cười vào tác phẩm của ta. Ôi kệ đi, ít nhất thỏ của mình vẫn nguyên vẹn. Bấm cái này xuyến tay thật đó. Các em vẽ cái này thì sao? Thỏ bên đẹp quá. Được thôi. Jen đang vẽ con đường nhiều màu. Nhưng mình có thể sáng tạo hơn thế nữa. Cho em mượn một xíu nha. Trước tiên, dán băng dính giấy xuống. Sau đó bóp các đốm sơn thế này nè. Sau đó dùng lược tạo họa tiết vui nhộn. Các màu trộn vào nhau hài hòa ghê. Hay ho hơn nét vẽ bằng cọ nhiều. Và khi bạn bóp lớp băng dính ra, các đường sẽ cực gọn luôn. Bạn thấy không nè? Wow, hiệu quả tuyệt vời luôn. Lược của tớ, cậu làm gì với nó vậy trời? Của tớ mà. Xin lỗi. Quá đáng. Tớ đền kẹo cho cậu nè. Thôi khỏi đi. Mà khoan đã. Ok, đưa đây cho tớ.
Trò này sẽ vui lắm cho mà xem. Màu tím mộng mơ nè. Chơi viên này lên trên đỉnh. Trông sống động hơn biết bao nhiêu. Mà lại còn rất giống Puppet nữa chứ. Đẹp ghê. Cho cô xem nào. Đây ạ. Chà, sặc sỡ nó. Nhưng của Jennifer ấn tượng không nói lên lời. Bao nhiêu chiến thắng? Wow, tôi cũng biết đây là mùa Puppet đấy. Được rồi, các trò tập trung nào. Các em sẽ đừng nói thôi. Ngay khi nhìn thấy trang sức hoàng gia này, mong lắm có. Vẽ đi. Mình có một cái ở trong cặp. Vẽ vương miệng dễ ợt luôn. Con khỉ cũng vẽ được. Thật hả? Mình sẽ cho cậu ấy thấy thế nào là vẽ. Đặc biệt chú ý đến các chi tiết nhé. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang đá quý. Đỏ ruby trông thật tươi tắn. Nhưng có hàng thật vẫn hơn chứ. May mà mình lúc nào cũng mang theo. Đẹp lắm rồi, nhưng mình vẫn muốn lấp lánh hơn. Đương nhiên là nhũ vàng. Đừng lo, mình có kế hoạch này. Bung lụa thôi. Cậu trước đi. Ok luôn. Cô thấy sao ạ? Lộng lẫy lắm đó. Em có thể đội nó. Cô làm sao hay quá vậy? Em thích lắm. Thế còn của Ashley đâu? Vâng nhẹ của em nè. Không được ấn tượng cho lắm nhỉ. Nhưng để cô giúp em nhé. Chúng kỳ cục sao ấy ạ? Sẵn sàng chưa nào? Hãy chiêm ngưỡng kiệt tác này đi. Ôi, kim cương sáng quá kìa. Tới lần các em. Vẽ cái váy thì dễ ợt chứ gì. Đủ các sắc đỏ từ đầu xuống cuối. Nghĩ đi Ashley, nghĩ đi. Jennifer sắp xong rồi. Thôi thì cứ cố hết sức vậy. Đầu tiên vẽ đường viền của cái váy. Rồi đến cơ thể. Phép màu nằm ở các chi tiết. Và giờ tới màn tô màu. Thấy các đường tạo chuyển động cho váy không? Trông như thật luôn ấy. Ổn ghê. Mình chắc chắn sẽ thắng. Chà, mình sẽ giúp con bé một tay. Thứ mà váy nào cũng cần. Thật nhiều nhũ lấp lánh. Wow, đẹp quá ta. Ướp đi nào. Khoan, tôi bị dị ứng. Achiu. Hết giờ. Cô xem nào Jennifer. Đẹp phải không ạ? Ừ, đẹp đó. Còn của em. Một tuyệt tác luôn đó. Wow, mình đang lấp lánh. Thật hơi đùa đấy. Ừ, tớ tự làm cả đấy. Cho cậu đó. Nghệ thuật mang mọi người lại bên nhau. Sắp xong rồi đấy. Này, chưa xong thì không được xem đâu, ok? Đừng di chuyển nữa coi. Mắt cậu cứ không bằng nhau thế nào ấy nhở? Không, phải vẽ lại thôi. Xong, là cậu này homie. Nhìn chả giống tớ tí nào cả. Cậu đang làm tớ xấu hổ về bản thân chứ gì. Đưa đây cho tớ nhanh. Rồi, cậu định làm gì thế? Nếm mùi gậy ông đập lưng ông đi này. Sẵn sàng chưa? Cái đầu to như trâu này. Mắt lồi ốc sên. Răng siêu vẹo nữa. Chuẩn luôn. Ta-da! Cậu đùa tớ đấy à? Tớ không có xấu vậy nhá. Bỏ ra coi. Thôi toang rồi. Đến lượt cậu trước. Ha. Tớ biết vẽ tranh thôi. Còn làm toán thì... Cậu có biết đọc cái này không? Toán thì phải. Ai chả biết ông ơi.
Mở của cậu đi. Hả? Tớ cũng có phép toán này. Nghe đây, tụi mình phải giải mấy bài này đấy. Tớ có cách rồi. Phải bạn tôi không? Diễn cùng tớ đi. Tớ đang nghe đây. Cái này bật chưa nhở? Trời ạ, sao mà to mồm thế không biết. Ok con dê. Cậu hiểu chưa? Tớ phải tự thân vận động. Với một chút phép màu nghệ thuật thôi. Biến số 1 thành một chú rêu cao cổ, xinh nhỏ. Còn số 2 hả? Một con thiên nga chứ gì nữa. Và số 3 sẽ biến thành một bé bướm bướm xinh đẹp. Và số 4 là một chú cá nhỏ đó. Sáng tạo nhỉ bà con cô bác. Đây mới là phép toán tớ thích làm á. Em sáng tạo thật đấy Kevin. Vậy thầy ở đây là thừa thãi rồi. Sao em không giải luôn bài của thầy nhỉ? Công việc của người họa sĩ đúng là vô tận. Xem mà học hỏi này. Hello bé cá ngựa. Muốn kết bạn với chú sóc con này không? Giờ hai bé là hàng xóm rồi đấy. Và với số 7, chúng ta sẽ trở lại với biển cả. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là một chú gấu bông đáng yêu. Xong rồi. Mình đỉnh dễ sợ. Thầy có nghĩ là em... Thầy ấy ngủ mất rồi. Dậy đi thầy ơi. Hả? Em xong rồi hả? Chuẩn như Lê Duẩn. Tuyệt vời. Em chính là nhà vô địch sáng tạo Picasso của thời hiện đại. Cười tươi nào. Khoan, tớ chuốc cho. Không có gì tuyệt bằng những họa cụ mới toanh cả. Tớ không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Cảm hứng đang trỗi dậy đây này. Cậu có nghĩ giống tớ nghĩ không? Không. Thế thì ngồi xuống và quan sát đi. Tớ sẽ bắt đầu với phấn trắng trên giấy trắng. Chưa thấy gì hết đúng không nào? Tớ vẫn chưa hiểu cho lắm. Chắc dùng cái này đi. Uầy, cục phấn này trông to ghê. Nhưng tớ vẫn chả thấy gì cả. Và của tớ là... Khoan đã, chắc mình chả cần mấy cái này đâu. Bye bye nhé. Giờ cùng tô màu nào bà con. Điều gì đến sẽ đến ngay thôi. Sắp rồi đây. À ha. Bạn mình ơi. Hả? Thấy đỉnh không? Tớ gọi bức này là màu sắc. Thú vị đấy. Thật luôn. Xem tranh của tớ không? Giờ thì nhìn thấy hình rồi này. Thông minh thật đấy. Cậu làm sao mà hay thế? Đơn giản như đang giỡn đấy mà. Các bạn chỉ cần dùng phấn trắng vẽ chủ thể của bức tranh lên giấy trắng trước. Rồi chọn màu đầu tiên của bạn để phết lên miếng bọt biển. Màu tiếp theo nào. Khi miếng bọt biển trông như thế này thì quét màu lên trên giấy. Cậu có thấy vết phấn không ăn màu không nè? Thế là xong rồi. Đơn giản mà cực xịn sò luôn đấy.